chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà thờ họ tại Hà Nam. Nói chung là nếu mà nói về nhà cổ này ấy, thì có rất là nhiều kiến thức. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một tí kiến thức về cái nhà cổ này để cho các bạn cùng tham khảo. Đây, chúng ta vào đây trước đi. Đây là kiểu nhà người ta gọi là nhà rường. Nhà rường tức là như thế nào? Là toàn bộ cái phần vì này, từ vì này là đều được trồng bằng rường. Đây gọi là hóa gian này, phía trên này người ta gọi là cô đầu. Còn đây là cái cột trốn. Đây là xà cái này, hay là gọi là xà hạ. Trên cái xà này, trên cái này xà này gọi là xà thượng. Đây là các cái thanh rường này. Đây là cột cột này. Đây là cột trốn này. Đây là đường cột này. Đây là đường ở trên cùng chứ là R1, R2, R3 và R4. Tương tự thì ở trên thì chúng ta sẽ có là đường cột thì cũng là 3R. Trên nóc cuối cùng thì nó sẽ là R1. Cái hàng thứ hai này sẽ là R2 và hàng này là hàng R3. Đấy. Còn cái chữ đây, các bạn nhìn cái chữ hoàn thành ngày 29 tháng 11 này năm 2019 là đấy là cái thượng lương. Đấy. Xuống bên cạnh cái vuông vuông này nó sẽ là cái người ta gọi là hoành. Còn cái thanh đây, kiểu này thì hoành thì nó chia làm thượng thượng tam hạ tứ, tức là trên. Vì trên thì vì nóc người thì sẽ có 3 hoành và ở dưới nó sẽ là 4 hoành. Ở đây các bạn đi sâu vào đây. Toàn bộ cái phần này, cái phần bức này người ta gọi là bức thuận. Bức thuận này thì nó khác ở có ở trên kia có cái chữ nho thì người ta sẽ gọi là bán lát đề. Đây, và ở đây cái phần này sẽ được chạm bằng một cái cuốn thư. Toàn bộ cái phần này, cái phần gỗ này sẽ làm bằng gỗ này. Đấy. Các bạn có thể thấy cái phần ngói mà phía trên này sẽ có phần ngói chữ thọ này, thì thông thường người ta sẽ gọi tên là ngói chữ thọ hoặc là ngói màn. Ok. Đây là kiểu nhà cổ 5 gian và mỗi bức gian có kích thước là 3m. Tổng chiều rộng của căn nhà thờ này là 15m. Mỗi gian là 3m. Chiều sâu của lòng là 4m9. Phần kích thước hiên là 1m rưỡi. Tổng chiều sâu của nhà thờ họ cả bao gồm cả phần nhà và phần hiên tam cấp giờ khoảng tầm 8m. Toàn bộ chất liệu gỗ của nhà này được làm bằng gỗ lim Nam Phi. Yeah.